sự thất vọng. Nhưng cái sự thất vọng lớn hơn ở đây là từ các mentor. Họ đang trình bày cho tôi coi một cái gì vậy? Ôi, Đăng Tư, nó hơi ra dẻ đó nha. Bực trong lòng rồi. Mời tất cả ra ngoài. Chị không phải là thí sinh, cho nên em không thể điều khiển chị đi đây đi kia được. Như vậy là chúng ta đã trải qua phần masterclass, các bạn cũng đã có một cái phần tiểu phẩm. Và đến cuối cùng thì chúng ta sẽ phải chọn ra một team chiến thắng. Và xin nhường lời lại cho chị Nam Thư. Chị thấy thế nào về phần trình diễn vừa rồi của cả ba đội ạ? Thật sự là bây giờ em không biết là mọi người muốn nghe đường một chiều hay là bùng binh. Chắc chắn là những cái lời mà đóng góp một cách thẳng thắn nhất luôn luôn là những gì mà các bạn thí sinh đón nhận ở đây ạ. Ok, vậy thì mình đi thẳng được một chiều ha, khỏi dòng binh. Quá nhiều sự thất vọng. Và cái sự thất vọng ở đây từ các bạn thí sinh, nhưng cái sự thất vọng lớn hơn ở đây là từ các mentor. Mọi người đang trình bày cho tôi coi một cái gì vậy? Là sao? Bao công sức của mình huấn luyện cho thí sinh mà nó ra một kết quả mà theo cái giọng điệu của Nam Thư là quá tệ á. Cảm giác bị tổn thương trong lòng á. Ok, bây giờ để không làm ảnh hưởng tâm lý của các bạn thí sinh, mời tất cả ra ngoài. Đứng lên. Ra ngoài. Nhanh. Vâng á. Đang không biết chuyện gì xảy ra, quay lại mình có những chị Triệu, thì chị Triệu gật đầu thì lúc đấy mình đi ra ngoài thôi. Em mời chị Anh Thư. Minh Triệu. Đứng hình mất vài giây á. Nãy giờ mình có làm cái gì nó không đúng không ta? Ê, Nam Thư nãy hơi ra dẻ đó nha. Cái chuyện gì đây? Bực trong lòng rồi. Duyên em ngồi đó, không có em. Duyên cũng đang hỏi là sao chị Thư lại gọi mũ mình Triệu lên nhỉ? Trong khi lại không có Duyên nhỉ? Bọn mình là một team nên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nam Thư với cái thái độ như vậy, Thư thấy có cái gì nó sai rồi. Xin mời chị Trang Lê ạ. Cái này là ngoài quyền quyết định rồi ạ. Chị chắc là nếu mà em là master class trong hôm nay thì em có một chút power đúng không? Nam Thư có một số cái cảm thấy chưa vừa lòng với cả cách diễn xuất của các bạn thí sinh. Nam Thư muốn nói chuyện riêng với các vị mentor. Chúng nghĩ là cái việc như vậy mà ở trên set thì nó không được hay lắm. Thì cũng muốn để chị Trang lên để xem cái việc ghi hình và các thứ nó sẽ như thế nào. Thôi ngồi kia thì tôi cũng có xem mong đâu. Thì tôi nói chuyện thôi, không biết là Nam Thư có muốn nhận giúp gì. Em không cảm thấy một chút xíu nào hài lòng hết. Em rất là thất vọng, đặc biệt là chị Thư với lại Triệu đây. Giờ em có nên nói không? Duyên em ở dưới đó đi. Không có gì đâu, em đứng đây mà. Tại nó lạnh á, đừng cho đỡ gió. Ở dưới mình cũng sốt ruột thiệt, tại vì là đồng đội của mình đang ở trên đó mà kiểu cũng sắp có biến đó. Với cả điều hòa đang hơi lạnh á mọi người, nên là mình cứ phải chạy qua chạy lại để mà mình né cái điều hòa ở trên đầu mình nè. Vâng, không biết là hôm nay Minh Triệu và anh Thư có tâm trạng gì không? Tại vì từ lúc nãy lúc thì Nam Thư cũng đã có chia sẻ với tôi là hôm nay anh Thư và Minh Triệu có cái gì đó không ổn. Nếu mà lát nữa kết quả mà ảnh hưởng thì cho em xin phép được nói thẳng. Thì mình nói đây là trường hợp thực tế thì bạn cứ... Đúng rồi, cứ việc nói thẳng thôi, nhưng mà tụi chị không phải là thí sinh, cho nên không thể là nghe theo sự điều khiển của Nam Thư được. Em cứ nhận xét thẳng thắn theo chuyên môn của em và theo cái thẩm mỹ diễn xuất của em như thế nào, đó là quyền riêng tư của em. Nhưng mà chị không phải là thí sinh, cho nên em không thể điều khiển chị đi đây đi kia được. Không, tôi hiểu rồi. Anh Thư chờ chút đi, để tôi hội ý. Rất là bực kỳ, bực và cảm thấy bị tổn thương vô cùng luôn. Cho nên là bỏ lại ghế ngồi cũng có một cái sự kiềm chế rồi đó. Tại vì mình cũng phải có trách nhiệm với chương trình, chứ không thôi là đi ra xe, đi thẳng cái xe về luôn rồi đó. Chị Thương, xuống đây ngồi bình tĩnh để mọi người bàn bạc xong. Yên tâm, chị biết chị đang làm gì mà. Làm sao em tổn thương một tấm bùn mong manh cho chị được, lên đây. Chị Trang cho Thư cái bài là phải mời Minh Triệu và mời anh Thư lên làm cho họ bị sốc.
sau đó mới làm sinh nhật. Đối với Thư đó như một phần thử thách. Tôi đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi. Mình bực bao nhiêu, mình cọc bao nhiêu thì mình quê bấy nhiêu. Đúng rồi đó, cảm xúc quá bẻ bàng. Chị ơi, em thành công rồi. Em thành công rồi. Đây tôi cũng được làm diễn viên đó. Yeah, yeah, yeah. Tất cả chỉ là diễn xuất. Cuối cùng chị Anh Thư đã rớt những giọt nước mắt bởi Nam Thương và chị Trang Lê. Hôm nay sinh nhật chị Thư hả chị? Chúng tôi sinh nhật cả hai, mà hôm nọ chưa kịp làm. Điều này mình không ngờ vì mình không nghĩ là năm nay được ăn sinh nhật nhiều như vậy. Đây là một trong những năm mà sinh nhật của mình có nhiều cột mốc đáng nhớ như vậy. Thực sự rất là cảm ơn chị Trang Lê cùng toàn thể ekip của Menti Media JSC. Chị vẫn chưa cười được sao? Có quê, có đau đớn, có tổn thương và có hạnh phúc. Nói chung là một cái ngày sinh nhật quá nhiều cảm xúc. Chắc nhớ hoài luôn. Happy birthday mentor anh Thư. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 30/7/2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115.